Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2020 của người tuổi Tuất. Bước sang tháng 2 âm lịch, tuổi Tuất có đường tình duyên khá lý tưởng. Lục hợp quý nhân sẽ giúp cho người độc thân sớm tìm thấy một nửa cho mình, nhanh chóng bước vào lâu đài hạnh phúc. Nguyệt lệnh lầm đất dưỡng còn báo thêm tin vui cho các cặp vợ chồng. Trong tháng này dễ đón thêm tin vui về đường con cái sau bao ngày mong chờ. Đường tài lộc kém sắc, khả năng kiếm được tiền trong tháng không nhiều. Trong khi đó, con giáp này có thể đánh mất tiền bạc theo nhiều cách, có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đầu tư kinh doanh sai cách. Trên đây là tổng quan tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Tuất. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục xem tử vi của người tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm 2020, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tuổi Tuất, sự nghiệp. Tháng có chính quan nhập cục, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất có thể đạt được những bước tiến mới nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của bản mệnh. Cấp trên tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách cho con giáp này khi nhìn thấy những thành quả bạn đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Nguyệt lệnh ở đất dưỡng thể hiện sự cần cù chăm chỉ của con giáp này. Bản mệnh có thể cũng gặp những khó khăn như người khác, nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ này mà đạt được mục tiêu trong khi những người khác lại phải chịu thất bại. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn thì những chú chó có thể tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Chuyện thăng chức không còn xa nữa. Hãy tự tin thực hiện những kế hoạch của mình, mạnh dạn nói lên ý kiến của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đầu đánh đấy. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tuổi Tuất, tài lộc. Trong tháng gặp phải kiếp tai, tử vi tài lộc tuổi Tuất cho thấy trong tháng 2 âm lịch này không có nhiều cơ hội để con giáp này tăng thêm thu nhập mà còn có nguy cơ mất tiền hào của nữa. Bản mệnh dễ tin người lầm chỗ, đầu tư kinh doanh chẳng phải cho trẻ con, nhưng chỉ với những lời giới thiệu tâm phao mà bản mệnh đã sẵn sàng đổ số tiền lớn vào để góp vốn. Nguy cơ mất mát tiền bạc chủ yếu là do bản mệnh quá tự tin vào bản thân mình. Dù có người can ngăn đi chăng nữa, bạn cũng sẽ vẫn khăng khăng làm theo ý mình chứ chẳng hề suy nghĩ lại. Tiểu hào hùng tình cũng cho thấy khả năng tích lũy tiền bạc trong tháng của bản mệnh cũng không nhiều. Tuổi Tuất có ý thức tiết kiệm tiền, nhưng đôi khi bạn không thắng được cám dỗ mà vẫn chi tiền vào những việc không thực sự cần thiết. Theo phi tinh năm 2020, ở góc đông nam trong nhà, mệnh chủ nên đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài lộc để khả năng kiếm tiền cũng theo đó mà tốt hơn lên. Tử vi tuổi Tuất tháng 2 năm 2020 âm lịch, tình duyên. Xem tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Tuất cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này đang tiến triển vô cùng tốt đẹp và bản mệnh sẽ có được những điều mình mong muốn. Trong tháng có quý nhân dẫn bước, bản mệnh dù còn độc thân hay đã có đôi cũng không còn cảm thấy hoang mang, mơ hồ về con đường phía trước nữa. Người độc thân có thể tìm thấy được những cơ hội mới để gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Chỉ cần bạn mở cửa trái tim mình thì ắt hẳn có thể tìm thấy những người bước đầu khiến cho trái tim bạn rung động. Các cặp vợ chồng nếu đang mong con thì có thể tận dụng khoảng thời gian lý tưởng này nhé. Nguyệt lệnh lầm đất dưỡng cho thấy khả năng đón bé yêu của người tuổi Tuất vào thời điểm này sẽ khá cao. Người có đôi có thể xem xét lại mối quan hệ của mình. Nếu thực sự tình cảm đã chín muồi thì chớ nên để cả hai phải chờ đợi thêm lâu thêm nữa. Hãy nhân lúc tình yêu nồng nàn để nền duyên đôi lứa, tạo tiền đề tốt cho hôn nhân, hạnh phúc sau này. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tuổi Tuất, sức khỏe. Trong tháng có thiên hình, người tuổi Tuất cần phải giữ tinh thần vui vẻ lạc quan, chớ để mình buồn rầu ủ rột quá lâu mà gây hại cho sức khỏe. Bản mệnh trong tháng không bị ảnh hưởng nhiều bởi các bệnh về thể chất, nhưng về tinh thần thì không được vững vàng nên dễ bị xáo động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bên ngoài.
cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất. Mậu Tuất, Mộc, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: tư vi tháng 2 năm 2020 âm lịch tuổi Tuất, chăm chỉ cần cù ắt có được mục tiêu mong muốn. Quý nhân: Tỵ, Dần, Tiểu Nhân, Mùi, Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Canh Tuất: Kim, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết: đường tình khởi sắc, dễ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Quý nhân: Dần, Thân, Tiểu Nhân, Tý, Mão. Màu sắc may mắn: đen, xanh. Nhâm Tuất: Thủy, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết: tiền bạc không dễ kiếm, vì thế đừng phung phí thái quá mà hối hận. Quý nhân: Mùi, Tý, Tiểu Nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Giáp Tuất: Hòa, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: đừng để cho những chuyện đã qua khiến cho mình mãi day dứt trong lòng. Quý nhân: Thân, Dậu. Tiểu nhân: Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn: nâu, tím. Bính Tuất: Thổ, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết: nên hiểu chính bản thân mình muốn gì thay vì đòi hỏi người khác phải hiểu mình. Quý nhân: Tỵ, Ngọ, Tiểu Nhân, Tý, Sửu. Màu sắc may mắn: xanh, vàng.